cao cũng đã nằm xuống. Tuấn HC là người hạ cục cao. Một pha đẩy lên tới được Zeus và anh ta ăn mạng của Triều. Và các thành viên của phía team BMT họ đang là những người gấu hơn. Tiếp tục lao lên và sấy, nhưng Zeus cùng với Yêu Nhi nằm xuống. Và liệu Hades ta đã đi qua rồi thì tha cho người ta đi, lại còn cố gắng mà bắn. Huy Lăng cũng nằm xuống. Team số 18 vớ bở ở đây rồi. Và như vậy họ clear được hoàn toàn thành viên bên phía team Luxury Gaming, thêm 80 điểm nữa. Vừa đó SVN cũng đang di chuyển vào đây. SVN đang có hai người cùng một cái UAD và bắn rất gắt tới được Lewis. Và Lewis xẻ vào, Kosu đã bị đông rồi. Và bây giờ thì ADC họ đang muốn đẩy lên. Quế cay được bắn không? Được cứu rồi, rất khó khăn. Quế cay giọt máu, Loki ta hạ gục Kosu. Đua xe bắn súng tới từ bên phía team Killer. Và ngay lập tức Quế cay bị hạ gục. Quế cay sẽ bị gạt giỏ. Moon vẫn đang bắn ra và đã hạ gục được một người của đối phương. Đó chính là chung của WAG. Nhưng ngay lập tức đông cực kỳ khổ. Mazou đang hướng súng của mình ra, liên tục là những pha táp nhưng chưa lấy được mạng của ai thì phải. Không, chính xác hơn thì là Loki anh ta bắn. Mazou chỉ nhìn thôi. Và Loki đã hạ gục được một người. Chung cuối cùng thì cũng đã nằm xuống. Quất đang di chuyển và Quất đang cố gắng tìm cho mình những góc nấp. Anh ta đã bị bắn rồi, là khổ. Gần như Quất không thoát khỏi cái thằng đá đó được khi mình bị Mazou cũng như là Loki liên tục nhìn vào. Và bây giờ Talent Global họ đang bị Mazou cũng như là người đồng đội của anh ta bắn. Bây giờ Talent Global cũng không biết làm sao có thể vào bò được đây. Bên phía Superstar họ chỉ có một mạng thôi. Vị trí đứng của họ rất đẹp. Họ đang hướng đến top 1 trong trận đấu này. Phát hiện ra được đeo cú rồi. Bắn hay chưa? Mazou anh ta vẫn đang bắn ra và đeo cú nằm xuống. Các thành viên của bên phía team Box liệu họ có cứu eo cú này không? Ken anh ta đang bắn vào Crazy Dog và rồng đang góp vui khi mà Lewis bị bắn hạ. Tiếp tục là nút, bây giờ họ bắt buộc phải di chuyển. Lewis công vào bên trong. Lewis anh ta thấp máu nhưng hạ cũng được đối phương. Và Lewis sẽ gạt giò luôn. Ba người, xin lỗi bạn, ba team và bảy người còn sống. Bên phía team Superstar có lẽ họ sẽ phải dừng chân ở đây thôi khi mà Box họ công rất đầy. Tiếp tục là những pha góp vui đến từ X-Gamer. Box bị nốc hai người rồi. X-Gamer đang là những người lợi thế hơn chăng? Và ngay lập tức một người của bên phía team X vào đây. Ba người bên phía team Box đã cắn thành công phần hết. Tiếp tục xả súng ra, không thể thở được. Một hướng có ba họng súng. Blackman sẽ giải quyết như thế nào? Blackman anh ta bị phát hiện và đó là chiến thắng dành cho Box Gaming. Một chiến thắng thật sự xứng đáng. Rồi họ đã giết rất nhiều người trong trận đấu này và họ đã giết tới 18 mạng. 18. Dùng gờ đất để di chuyển những đỗ thành để bị bắn cung ngay lập tức bởi khóa. Tiếp tục là những pha mà bên phía team số 1 họ chơi hay. Và Tae-shin đã bị nốc bởi thanh niên bên phía team số 20, We Are Genius. Tiếp tục là Quất bị nốc bởi Chimkun. Có lẽ rằng bây giờ Talent Global họ đang chiếm lợi thế. Khoa đã nốc được Mạnh Hải rồi. Và Đỗ Thành cũng bị nốc bởi Khoa. Khoa là thi đấu rất tốt. Huy Tòe đang được người đứng trên cao. Và bây giờ bắn vào Khoa. Không, chính xác Khoa bị nốc. Nhưng mà chuẩn bị đến sát đi đỏ rồi. Yêu Nhi anh ta đang thi đấu. Và có vấn đề gì đây? Các thành viên của bên phía team BMT họ đã thành công trong việc hạ gục X-Gamer. Đến rất gần đối với LG và đã hạ gục được Doomer. Còn một người nữa thôi. Đó là vị trí của Jhin. Rồi, WAG liệu họ có top 1 trong trận này hay không? Và chính xác rồi, Quất cùng với Trung trang bị đắt tiền. Đây, rồi. M24, AK Red Dot, nói chung là máu nước thì đầy đủ. Bắt đầu sử AK của mình để bắn. Hopstar họ mất lợi thế hơn. Họ là những người đứng sẵn mà bên phía team 1000kg lại vẫn có thể nốc được người thế này. Hai bi anh ta đang bị Tuấn HC bắn bằng mini 14, anh ta gần chết rồi. Trong khi đó thì W rất cao trong ngày thi đấu hôm nay. Xây và cấu được rất nhiều máu của đối phương tới từ nền 24 giờ. Anh ta có X6 và M4. Nào, những quả smoke được ném ra. Các thành viên của bên phía team Box họ che đi toàn bộ tầm nhìn của Killer Team. Những người đang chịu áp lực hơn chính là team số 1. Tiếp tục bắn ra bằng X4 rất tốt tới từ GE. Cứ có sự chú ý để cho hai người vào vòng. Nhưng Khoa thì lại bị bắn không ổn rồi. Và bây giờ Moon đang bị bắn bởi GE. Một pha hết đạn rất vô duyên. Và bây giờ 40 viên đạn xây thẳng vào Moon. Và đã nốc được Moon. Quế cây tiếp tục mở. Tiếp tục xả súng ra. Phàng, Phàng anh ta bị nốc bởi Loki. Tiếp tục là những tình huống mà các thành viên của bên phía team Super Strong để có thể bắn chết tất cả các thành viên của team số 3. Vẫn đang xử lý hay, tận dụng được căn nhà này và xả súng ra. Free fire liên tục. Và các thành viên của bên phía team BMT ở một vị trí khác thì lại giao tranh với Crazy Dog. Nhưng Never Die anh ta nằm xuống rồi. Em lên tới từ Soda. Tuy nhiên thì ngay lập tức có sự xuất hiện của Leo. Và có vẻ như đây sẽ là một pha giao tranh thành công của bên phía team StormVN chẳng. Vâng, họ vẫn đang cứu người.